Vườn Thượng Uyển Đà Lạt bị bóc phốt quá khứ kém sạch sau khi mời Mr. Đàm tự rước họa vào thân. Thưa quý vị, những ngày vừa qua hẳn quý vị cũng đã biết đến live show hoành tráng của anh ca sĩ họ Đàm mà báo chí tung hô có đến 1.000, 3.000 khách với giá 2 triệu một vé. Thế nhưng thực tế lèo tèo được vài bác lớn tuổi làm việc tại xã, được phát vé miễn phí đến xem, ghế trống thì xếp lớp phía sau, khung cảnh điệu hiu đến đáng thương. Ấy vậy mà anh Đàm tự an ủi bản thân bằng cách đi bài truyền thông, tung hô cho đỡ ngượng. Sau live show để đời lần này, không chỉ mình ông Hoàng Nhạc Việt bị đem ra bàn tán mà những tụ điểm liên quan đến nam ca sĩ này cũng lần lượt chính trưởng. Hết phòng trà đồng giao giờ đến vườn Thượng Uyển Bay, Đà Lạt bị cư dân mạng lật lại quá khứ, đầy tai tiếng. Nào là ông bà chủ của vườn Thượng Uyển đánh bảo vệ, được nhà nước tặng 9 tháng nghỉ dưỡng trong tù cho đến việc nơi này xây dựng trái phép, trong video này hãy cùng chúng tôi điểm qua những góc khuất của những người nâng đỡ Mr. Đàm nhé. Thứ nhất, chủ nhân đến vườn thượng uyển bài Đà Lạt nhận 9 tháng tù giam vì tác bảo vệ bệnh viện khi được yêu cầu đo thân nhiệt. Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng, 45 tuổi, thường trú tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, sáng ngày 9 tháng 4, ông Hùng đưa vợ vào Bệnh viện Đa Khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt để khám thai. Tại cổng, ông Hùng không chấp hành đo thân nhiệt sàng lọc dịch Covid-19 và nói đi cấp cứu để được lái xe thẳng vào khu vực khám bệnh. Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông Hùng quay lại bệnh viện để lấy kết quả cùng người thân và được bảo vệ yêu cầu dừng xe để thực hiện sàng lọc theo quy định. Ông Hùng tiếp tục không chấp hành, chửi bới, đe dọa và lái xe quẹt vào những người đang làm nhiệm vụ sau đó xuống xe tác bảo vệ bệnh viện là anh Nguyễn Anh Tú trước sự chứng kiến của 8 người khác. Ông Tú là người được phân công hướng dẫn khách khám sàng lọc trước khi vào bên trong bệnh viện trong cao điểm dịch Covid-19. Sau khi tác bảo vệ, ông Hùng còn đe dọa tông chết người và tiếp tục chữa rửa. Chiều ngày 15 tháng 4, sau khi dư luận lên tiếng gay gắt cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Hùng cùng vợ là bà Vũ Thị Ái, chủ khu du lịch vườn Thượng Uyển Bay, phường 10 Đà Lạt, đã có lời xin lỗi đến ban giám đốc và bảo vệ bệnh viện đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt. Tại tòa, viện kiểm sát thành phố Đà Lạt bày tỏ quan điểm trong thời điểm cả nước đang tập trung thực hiện phòng chống dịch Covid-19, bị cáo Hùng cố tình không chấp hành, lại còn đánh người được phân công hướng dẫn khách vào bệnh viện thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt phòng chống dịch Covid-19 là không thể chấp nhận. Tại tòa, bị cáo Hùng cho rằng vì việc đưa vợ đi khám bệnh cấp bách nên đã nóng nảy dẫn đến những hành động không đúng. Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt tuyên phạt ông Hùng 9 tháng tù giam, đồng thời bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần cho bảo vệ Nguyễn Anh Tú. Thứ hai, vườn thượng uyển bay lại xe chui, chính quyền Lâm Đồng bất lực. Ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm về đầu tư xây dựng tại dự án khu du lịch canh nông vườn Thượng Uyển Bay, các công trình xây dựng trái phép gồm hai khối nhà quy mô hàng chục phòng lưu trú hai cổng trời, hai cầu nổi trên vườn hoa, hai mê cung, nhà quản lý điều hành, quán cà phê giải khát, phòng bán vé, bãi đầu xe, hàng rào, cổng bảo vệ, giếng khoan, cảnh hồ quang. Tuy chưa đủ điều kiện tổ chức kinh doanh, Vườn Thượng Nguyễn Bài vẫn chính thức tiến hành khai trương vào ngày 13 tháng 1 năm 2020, bán vé vào cổng với giá 100.000 đồng một người. Sau nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Nhân dân phường 10 và thành phố Đà Lạt đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm vào những ngày đầu tháng 5 năm 2020. Thế nhưng mới đây, chủ đầu tư lại xây dựng trái phép hàng loạt hạng mục công trình tại vườn Thuận Nguyễn Bay. Khóa công trình vi phạm số 3 có diện tích trên 1.900m2, được thi công lắp đặt trụ thép, keo thép, keo bạc che phủ, nền xây nhiều bồn hoa. khối công trình số 4 được tiếp tục cải tạo, gia cố lại phần sàn và cổng trời, lát gạch nền. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói, tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý các vi phạm của vườn thủ Bay, cũng như xem xét trách nhiệm của cán bộ địa phương vì để xảy ra tình trạng tái vi phạm. Điều đáng nói, Phó Thủ tướng Thượng trực Trương Hòa Bình cũng đã gửi văn bản yêu cầu tỉnh Lâm Đồng làm rõ xử lý vi phạm, tuy nhiên không hiểu vì sao tình trạng này vẫn không được xử lý dứt điểm. Chúng tôi rất thích một câu nói, may tầng nào gặp may tầng đó. Muốn biết rõ một người thì hãy nhìn bạn bè của người đó. Ý chỉ tính cách của một người được thể hiện qua bạn bè và các mối quan hệ mà người đó giao tiếp. Phải có sự giao thoa, tương đồng ở mặt giao tiếp. Nhìn nhận vấn đề xã hội thì mới có thể thân thích, đồng hành gắn bó. Mr.Dam được mệnh danh là vùng đất cấm, không ai dám đụng đến anh. Kể cả công an còn không thèm xem sao kê của anh, chửi khán giả là cờ hó, bọn ngu ngục thì bạn bè mà anh chơi, những người nâng đỡ anh, sẵn sàng chống lại khán giả thì như thế nào đánh luôn nhân viên bảo vệ đi tù chống lại chính quyền xây dựng trái phép quả thật giữa hai bên mr đàm và chủ nhân vườn thượng nguyễn bay có nét giống nhau đấy chứ quả không hổ danh đôi bạn đồng cam cộng khổ chả trách bất chấp dư luận vườn thượng nguyễn vẫn hỗ trợ cho anh đờm hết mình để tổ chức live show bất chấp ế nhẹ ảnh hưởng doanh thu chống lại luôn khán giả những người bỏ tiền túi để nuôi sống họ có lẽ vườn thượng uyển cũng không ngại bị khán giả quay lưng như cách mà Đàm Vĩnh Hưng đang phải cánh lấy vì tội xúc phạm khán giả. Nhìn vào mà cảm động cho tình bạn của họ, thật đáng ngưỡng mộ phải không quý vị? Đàm Vĩnh Hưng buồn bã, bà Phương Hằng đốt hết vé mua ủng hộ. Hành động trên sóng live stream của nữ đại gia Bình Dương gây xôn xao. Tối ngày 1 tháng 2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có buổi biểu diễn đầu năm tại một phòng trà nổi tiếng ở Sài Thành. Đặc biệt, điều khiến nhiều người chú ý đến buổi biểu diễn chính là trước đó nữ CEO Đại Nam tuyên bố bỏ ra 88 triệu đồng, mua 80 vé để thưởng thức và ủng hộ Mr. Đàm. Cuộc gặp mặt lịch sử giữa hai nhân vật nổi tiếng đã khiến dân mạng vô cùng quan tâm. Trước giờ diễn, nhiều người tụ tập hai bên đường để chờ đợi. Lực lượng an ninh cũng có mặt để đảm bảo không xảy ra những điều đáng tiếc. Nữ đại gia xuất hiện như đã hẹn, Tuy nhiên, thay vì bước vào trong xem buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng, bà lại lên xe quay về khiến nhiều người bất ngờ. Tối ngày 2 tháng 2, trên kênh TikTok cá nhân, vợ đại gia Dũng Lò Voi đã live stream chia sẻ về lý do bà không thể vào phòng trà để xem Đàm Vĩnh Hưng hát. Theo đó, bà Phương Hằng cho biết, lãnh sự quán một nước đã phàn nàn về sự mất an ninh trật tự trước cửa phòng trà, nên bà phải ngậm ngồi ra về để tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Cụ thể, nữ đại gia Bình Dương cho biết, một anh công an hình sự thành phố nói với tôi rằng Việt Nam vừa đã thắng Trung Quốc, vì thế sẽ có rất nhiều người xuống đường ăn mừng. Đối diện với phòng trà là lãnh sự quán Thái Lan, họ gọi phàn nàn về vấn đề người dân tụ tập quá đông trước cửa phòng trà. Họ nói tôi cần hợp tác nếu không sẽ rất ồn ào. Thế nên tôi đã không vào xem như đã hẹn. Sau đó nữ đại gia 50 tuổi đã đốt hết vé mua được trên sóng livestream trực tiếp. Bà chia sẻ thêm, dù bản thân về nhưng vẫn có người quen ở lại chứng kiến hết cảnh trong phòng trà. Bà bức xúc với cách phòng trà cho khách vào khi kiểm tra túi sách, dùng máy ra kim loại như sân bay quốc tế để xem khán giả có mang vũ khí hay vật gì vào phòng trà hay không. Nữ CEO nhấn mạnh, họ đối xử với khán giả như vậy là không đúng đâu quý vị. Khán giả đi xem hát, người ta đã làm gì để nơi đó hành xử như vậy. Nữ đại gia Bình Dương khẳng định chưa bao giờ có lời lẽ xúc phạm với nghệ sĩ sau khi Bộ Công an ra thông báo nghệ sĩ không có dấu hiệu tội phạm. Bà cũng như các fan đi cổ vũ cho show diễn đầu năm của Đàm Vĩnh Hưng. Một người đã gọi là ông Hoàng Nhạc Việt thì đi đến đâu thiên hạ tung hồ đến đó là chuyện bình thường vì nghệ sĩ Việt ít ai được khán giả ủng hộ và quan tâm đến mức cần thiết như thế. Bà cho biết đó là niềm kiêu hãnh to lớn của một người nghệ sĩ. Khi tôi cho xe đến, tôi muốn xem ở đó ra sao không khí rộng ràng như thế nào tôi hy sinh cuộc vui của tôi để mọi người giải tán nhưng tôi đi rồi mọi người không giải tán thì ở đó là quyền của mọi người tôi có quyền gì mà ép mọi người phải ra về bà phương hằng lên tiếng trước nhiều dư luận trái chiều xoay quanh mình và sự việc ồn ào trước cửa phòng trà ngày hôm ấy thậm chí nữ CEO đã không kìm được cảm xúc và bật khóc trong khi ấy đàm vĩnh hưng vẫn tiếp tục biểu diễn ở các phòng trà như lịch đã thông báo Đồng thời, anh chia sẻ với khán giả có mặt tại buổi biểu diễn ngày mùng 1 rằng bản thân lần đầu gặp tình huống như thế này, anh cũng gửi lời xin lỗi đến những ai theo dõi mình bấy lâu, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi chuyện không vui xảy ra. Trong 25 năm đi làm nghệ thuật của mình, chưa bao giờ đàm Vĩnh hưng đi hát mang tâm trạng như thế này. Thật ra tôi cười chứ tôi thấy xấu hổ với khán giả của mình, nhất là những fan lớn tuổi đã theo dõi hơn suốt nhiều năm qua. Tất cả những cảm xúc khiến cho quý vị bị đảo lộn. Hưng không phải là người làm ra lỗi này, chắc chắn quý vị hiểu, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân có tâm trạng khó tả.